Chào bác Xuyên nha. Bác Xuyên cứ ở nhà đi bán hàng đi để chị chơi nhá. Bệnh Vinh Hy này, đi thăm ngắm cảnh, ngắm san hô, mát thế nhỉ.
xanh luôn, là đẹp ơi là đẹp luôn, quá đẹp. Em chào chị Thúy. Sướng đâu chị ơi, chúng em cả một năm trời làm việc vất vả ấy. Đợt này là cũng là một chuyến đi công tác, một chuyến đi kinh doanh của một năm làm việc vất vả, đạt được những cái thành tích để được đi chơi. Cũng có những ngày khổ thì lại biết có những ngày nắng như có Thúy, có những ngày sướng như này chứ. Đến chỗ san hô và đang đi ở trên vịnh.